Ok và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mini world để bạn ơi. Ơi, thì hôm nay nè, mình đã gọi là tải được một cái tựa game mới của Mini World. Và đây là một cái tựa game Mini World phiên bản bắn súng mấy bạn ơi. Cực kỳ gọi là xịn sò con bò cười luôn nha. Thì hôm nay nè, đây là cái bản beta thôi. Thì hôm nay là mình gọi là quyết định tải cái này về để gọi là chơi thử cho các bạn xem nha. Đó, thì ok, không nói nhiều nữa, chúng ta cùng nhau vào chơi thử con game này nha các bạn nha. Và trước khi vào video nè, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng với các thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì chúng ta vào game nữa nào. Thì hôm nay nữa bạn ơi, bạn có thể thấy là mình có mời Sammy vào trong đây để chơi cùng với mình luôn nè bạn ơi. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau vào game nào. Let's go. Ok các bạn ơi, thì chúng ta đã vào được trong game nữa bạn ơi. Và bạn thấy cái thế giới trong đây nhìn nó đẹp không? Nó y hệt như là game Mini World luôn nha các bạn nha, nhưng mà được cái là nó là phiên bản bắn súng các bạn ơi. Đó, ok. Rồi bây giờ chúng ta nhảy đâu đây ta, để mình xem coi. Hiện tại là khi mà chúng ta mở map lên đó, chúng ta thấy là có rất là nhiều khu luôn. Ok, hay là bây giờ mình nhảy ở khu làng chài đi Sam. Có cái khu tên là làng chài nè. Đó, mình sẽ nhảy ở đó đâu, nha. Đâu thấy đâu. Nông đây nè, à. Cái khu làng chài ấy, cái khu này hình như là khu người ta hay câu cá hay gì đặt tên là làng chài bạn ơi. Ok, nhảy nè. À, bây giờ mình sẽ nhảy xuống dưới nha. Ui, mấy bạn thấy không? Lúc mà chúng ta nhảy xuống dưới á thì nó sẽ cho chúng ta một cái phi thuyền nhìn cực kỳ ngầu luôn bạn ơi. Wow, ngầu thực sự. Ok, nhảy xuống dưới nè. Chiu. Nhưng mà sao lâu quá ta? Ơi, à, được rồi nè, được rồi nè. Nhảy xuống. Bèo, chuẩn bị đáp xuống đất nha. Ơi, không biết nó đáp xuống đó nó có bị bởi cái tấm dán bên dưới chúng ta, tại cái phi thuyền này nặng lắm luôn á. Bùm. Ui. Rồi xong, cái tấm dán không bởi mà cái phi thuyền mình bởi nát luôn bạn ơi. Trời ơi là trời. Ê Sammy bên kia kìa. Qua đây, Sam, qua đây. Ok. Hello, cá mập ơi, bắt đầu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào trong nhà chúng ta loot đồ nha các bạn nha. Game này nó giống y hệt như là game PUBG hay là FIFA vậy đó. Nhưng mà được cái là nó ở phiên bản đáng yêu. Ui, hơn. Đấy, ok. Cá bông ơi, tôi bơi dễ thương như nè, tôi lần có mà biết bơi nè. Ê, dễ thương quá à, ngồi nè. Chứ chẳng lẽ con cá mập nó sống trên bờ bà nội. Trời ơi trời, nè, cá mập nè, biết bơi chứ không? Đâu, bà bơi đâu? Nè. Bà bơi đâu? Bơi. Nè, bắn nè, bắn cá mập nè. Ông vô gì không có họ. Trời đất ơi. Trời ơi trời. Cái này biết sao không? Tự nhiên được tặng hai tụi mình được hai bộ đồ cá mập dễ thương không? Trời ơi. Trời, tất nhiên là tôi phải dễ thương rồi. Từ từ, bây giờ chúng ta đi vòng vòng mà chúng ta lượm thêm đồ đi. Chúng ta mà gọi là không có nhiều đồ ha là kẻ địch nó giết chúng ta. Cái gì vậy? Phong ơi, con cá mập ấy. Gì? Con tôi, cá mập của tôi bị treo nè. Trời ơi các bạn ơi, đồng loại của Sammy chính là bé cá mập đang bị treo lên trên chuẩn bị làm thịt. Bắn nó. Ê, vô duyên, ê, ông kêu vô duyên kìa. Trời đất ơi, cá mập của tôi. Trời ơi, giỡn xíu mà làm gì hết ghê à. Ok, thôi mình vô lượm đồ nhanh đi. Trời trời, cái bà này. Tôi lượm lên liền à. Ui, cáo giáp nè, từ từ tôi phải lượm cáo giáp đã. Tôi phải mặc cáo giáp này vô. Ok, lượm nè. Rồi, lượm. Có ba lô nữa nè, trời trong đây nhiều đồ xịn vãi. Ok. Ê, cho tôi vào với, tôi chưa có đồ nè. Bên đây nè, bên đây có nhiều không, súng, đâu, nhiều đồ không nè, qua đây. Ok, để tôi đi vòng vòng để có ai không nha. Ui, Sam ơi, có một người, nó lại gần bên kia. Đâu, mày, quen mày. Mày hả mày, ui, tôi giết được nó rồi, để tôi lại tôi lượm đồ nó luôn. Ghê không, để tôi mạnh đâu. Ui, cái mũ nè, dễ thương vậy. Thằng này nó có K98 luôn nè, K98 xịn lắm nha, súng này ngắm xịn lắm luôn á. Ê, có người, tôi nghe tiếng súng. Ủa nữa hả, ông vậy? Không, đâu? Không biết, tự nghe tiếng súng. Ok, không sao, chắc nó ở xa, Sam lo, Sam lượm đồ đi. Không phải nó giết mình đó. Ok, bây giờ tôi sẽ tranh thủ tôi kiếm thêm đồ. Đây, có được quay phạt đây. Đó, nó kìa, nó lên tàu mình kìa. À, mày dám gọi là xâm nhập gia cư bất hợp pháp hả? Đâu? Ở đâu? Ê! Mày hả mày? Mày dám bắn Sammy hả mày? Rồi, tôi giết nó rồi, Sam ơi. Ui, có thằng nữa kìa, giết đó. Mày hả mày? Ui, đông quá, bên đây nè. Mày. Ui, hết đạn, nhảy. Bắt cua, né. Mày hả mày? Ở bên kia nữa kìa, sao bên kia nữa kìa. Bên kia còn hàng. Ôi, chỗ này nhiều địch quá ta. Ui, đây nè. Mày, ui, hết đạn ơi.
tôi lấy cái súng ngắn tôi bắn. Ủa nó chết rồi hả? Trời ơi may quá. Tôi bắn rồi. Trời mấy anh này khỏe quá. Ôi, bên kia có một nàng công chúa kìa. Qua giết đó. Công chúa bắn hả? Này thì công chúa này chạy đâu cho hát công chúa ơi. Chạy đâu? Chạy nè. Trời ơi bà công chúa này bả nướp các bạn. Ê sao lưng nó kìa. Trời ơi nhiều vậy. Nhiều quá. Mà tôi hết đạn rồi. Cứu. Thôi. Ok. Mày. Ủa, nhiều vậy. Nhiều quá, đông quá. Lụm. Trời ơi thôi. Xong mình... thôi bỏ xứ đi ông Phong. Nhiều hả? Bỏ xứ gì? Bà tranh thủ bà lụm đạn đi, không thôi tí nữa bà hết đạn mà không có đạn đâu mà bắn nó. Ok. Từ tôi phải đi tôi lụm thêm đạn này. Đó. Lụm hết. Mình ở đây mình có gì mình lụm đó. Tôi còn 4 cái viên đạn à. Ơi có con khủng long kìa, có con khủng long nó tới kìa. Khủng long bà chúa. Mày hả mày? Khủng long này. Mình bắn đỉnh cao á bạn ơi. Mấy ông trong đây bắn không lại mình luôn. Ok, cho tôi lượm ít đồ coi. Sau lưng. Ôi, ăn lén nha. Ôi ôi, nó mới bắn lén sau lưng mình đó bạn ơi. Ha, mày chạy ra thác, thằng kia đứng lại. Mày bắn lén tao mất hết máu rồi mày chạy hả mày? Đứng lại, mày đâu? Ha. Chạy này. Ôi. Này thì chạy này. Xong rồi làm sao thấy đạn được vậy? Hả? Bà hết đạn sao? Bà thay đạn hả? Bà thay đạn, nó có cái phím thay đạn á. Ôi ở bên đây cũng có người đang bắn nè. Rồi tôi phải ăn vô cho hồi máu ra. Ok rồi. Hồi máu rồi. Em tự nhiên tự thay đạn cho tôi luôn. Ôi sao lưng kìa. Mày hả mày? Tính làm gì? Tính lại đây cho bắn lén hay gì? Ok, lại lút hết đồ của nó sao? Lụm nè. À, tôi có quá trời đồ luôn rồi Sam ơi. Ok. Lên đây, bây giờ mình phải chạy bo thôi. Hy vọng là chúng ta sẽ giành được top 1 mấy bạn ạ. Hiện tại là bây giờ đang có 23 người còn sống. Đó. Sam còn nhiều máu không? Còn, tôi còn trăm mấy máu lận. Bà giờ lo bấm nút E để bà hồi máu đi nha. Không thôi là bà hết máu là bà không còn máu để bắn vào nó đâu. Mấy thằng trong đây mạnh lắm. Ok. E hồi máu R mà ta. Ai biết bà hồi máu là cái phím nào thì kệ bà, còn tôi hồi máu là phím E đó. Từ coi. Ồ, cẩn thận nha. Mình sẽ núp trong nhà á bạn ơi. Núp trong nhà coi có thằng nào đi ngang coi mình bắn thằng đó. Bây giờ mình vô trong thành phố đi Sam. Đi. Bây giờ mình chạy vô trong thành phố luôn. Bây giờ Phong nhìn tôi là Phong. Là cái gì? What the hell? Cá mập mắc cạn. Bà làm gì? Cá mập mắc cạn. Bà làm gì mà bò vậy? Đứng dậy. Trời ơi bà đi kiểu đó bò nó giết bà chết luôn á. Bà phải đi nhanh lên chứ. Ok. Rồi chạy vô đây. Hy vọng là ở trong đây chúng ta sẽ kiếm được thêm nhiều kẻ địch nữa. Ôi có quá trời người bị chết vì bo luôn kìa. Ok. À ha, có một thanh niên đang bơi dưới nước mấy bạn ơi. Đứng im bạn, bạn không được cử động. Bạn mà cử động là mình bắn bạn đó nha. Nó đứng im thiệt luôn bạn ơi, nó sợ mình rồi. Ok, thôi mình là người rất là có lòng nhân từ cho nên mình sẽ không giết bạn đâu. Mình sẽ chọi cho bạn một quả lựu đạn thôi. Để mình kiếm có quả lựu đạn nào mình chọi bạn không. Rồi xong mình không có lựu đạn rồi. Mình tính chọi xuống dưới để giết bạn. Nhưng mà thôi, mình sẽ cho bạn ra đi gọi là yên bình hơn. Bằng. Đấy, chết queo. Trời đất ơi, cái gì mà ác dữ vậy? Gì mà ác? Trời, mình gặp kẻ địch là mình phải giết nó, hiểu không? Chứ mình không giết nó là nó giết mình cũng vậy à. Vô đây, mình lụm thêm. Ui, có con rồng kìa, Phong ơi, rồng lửa kìa. Chú cha. Rồng đâu? Nè. Ủa nó ơi, rồng lửa. Ủa trời ơi. Con rồng bay trên trời kìa. Trời ơi. Ê, mình bắn nó được không ta? Để mình bắn thử coi. Ôi mình bắn không được các bạn ơi, mình không bắn được con rồng nha. Thôi giờ mình vô nhà mình núp đi. Đi nhanh lên. Bơi. Hey, bây giờ chúng ta đã lụm được rất là nhiều đồ trong đây luôn rồi các bạn ơi. Bây giờ mình nghĩ rằng chúng ta cần phải ra nơi khác. Ừ, cái gì vậy? Hình như có ai mới bắn chúng ta phải không? Không biết tôi. Ê, tính ra là tôi đứng kế bên bà rút súng rồi bà bắn tôi luôn hả? Hả bà kia? À, tôi tét không ông nội. Ai tét súng làm gì? Tôi tưởng có ai bắn bọn mình chứ giật hết cả mình luôn à. Trời ơi trời, ok. Bây giờ bọn mình sẽ mở bản đồ nè để mình xem coi dòng bo đang ở đâu nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến nông trại vui vẻ nha. Hai thằng đằng sau lưng ông kìa. Hả gì? Ông ơi. Gì? Ui, hai thằng sau lưng luôn. À mày chạy hả mày? À nó rơi xuống nước rồi. Mày hả mày? Chết mày đi. Còn đứa xuống chứ. Ủa nó đang bị gì à, nó núp đằng sau cây nó bị lắc để tôi giết nó. Nó chạy kìa, mình đuổi theo. Mình phải đuổi theo. Trời ơi, mình không để cho đứa nào nó sống được hiểu không? Lỡ nó lút đồ nó mạnh hơn mình sao? Mày hả mày? Chết đi. Mày này. À, Phong quá mạnh mấy bạn ơi. Ở nhưng mà hình như mình hết máu mất tiêu rồi. Mình phải băng bó lại. Ôi nhìn băng bó gì thương quá. Sao dùng trò dùng trò. Ok rồi bây giờ tôi lụm đồ của thằng này coi nó có gì không. Lụm nè. Ui nó có cây gọi là SKS này. Ui cây này cũng mạnh lắm nha. Lụm cây này luôn. Đó lụm hết. Lụm luôn nằm súng Red Dot của nó luôn nè. Đó ok. Rồi. Ê có một người, có người đứng đây. Ủa sao Hồ Trừ nó ngắm mình nhìn vậy? Nó nhìn mình Hồ Trừ luôn á. Ê hình như con này nó uống nhầm thuốc hay gì. Nó bị giật nè sao ơi. Nó bị gì nè. Ê nó bị gì nè. Ê nó bị gì. Ê cái gì nó bắn.
là du à. À, mày hả mày? Con này. À thì ra thì ra nó dụ dỗ bọn mình lại gần nó, sống đầu nó mới bắn bọn mình. Sao ơi, con này nó ghê thiệt. Ê, hình như tôi nghe tiếng bước chân nữa hay sao á. Tôi nghe tiếng bước chân nữa hay sao á. Hình như có thằng lại đang đến đây hay sao á. Thôi chạy 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 Sam ơi, chạy chạy chạy, nguy hiểm quá, chạy chạy. Trời ơi nhiều người quá. Nguy hiểm quá, chỗ này rất là nguy hiểm luôn, mình không nên ở trong đây nữa. Ôi, ở bên kia có cái thính kìa. Có hầm thính kìa. Ờ, tôi phải chạy qua. Tôi phải chạy qua đó, tôi lượm thính. À, qua đó lượm thính mấy bạn ơi. À, con ơi. Con à, mày dám bắn Sammy của tao hả? Mày hả mày? Rồi tôi giết rồi, Trời ơi, Sam. Bà la làng làm tôi giật hết cả mình luôn, tôi tưởng là có cái chuyện gì chứ hóa ra chỉ là một thằng nhóc con nó bắn bà thôi, có gì đâu mà sợ. Có Phong ở đây, Phong sẽ luôn bảo vệ Sam, hiểu không? Đấy, ok. Lượm đồ nè. Ui, trong đây có mấy cây súng mạnh nè, từ từ để Phong sử dụng súng mạnh cho. Sam nước lắm, Sam không biết sử dụng đâu. Để Phong. Đâu, đất ơi. Nghe mà đau lòng vậy sợ. Rồi, thiệt mà, Sam con cái Sam không biết sử dụng súng mạnh đâu, để cho Phong gọi là sử dụng mấy cây súng này, Phong sẽ giết mà nó mạnh hơn, hiểu không? Ok. Rồi, bây giờ mình chạy bo. Hình như là gọi là vòng bo nó vô rồi kìa, chạy. Ôi, khoan, hình như là chạy hướng này. Nhanh. Chạy nhanh lên. Ok. Nhanh lên. Chạy. Rồi, chỗ này cao quá chạy lên không được, mình phải nhảy thôi. Bắt cua lên. Hey. Cha. Bắt cua lên, nhanh lên. Ok. Chạy. Ok, mình phải chạy vô bo bạn ơi, không thôi là bo nó bắn mình chết luôn á. Ui, Sam ơi. Mấy thằng kia nó đang bị bo giết chết quá trời luôn kìa. Bây giờ còn có 4 người thôi à. Tính ra là Tính ra là mấy thằng này nó nướp quá bạn ơi. Nó thấy dòng bo mà nó không chịu chạy cho nên nó bị bo giết chết hết luôn. Bây giờ chỉ còn có 4 người thôi. Mà trừ mình với Sam ra thì có nghĩa là còn có 2 người thôi bạn ơi. Mình chỉ còn giết được thêm 2 người đó nữa là bọn mình sẽ giành được top 1. Ui, quá đơn giản. Quá đơn giản luôn. Ok. Rồi đi. Không mà cẩn thận nha. Nó chơi núp lùm cả là tụi mình chết luôn á. Tụi mình không biết nói gì luôn á. Ok, thì bây giờ mình kiếm cái nhà đó mình núp vô, hiểu không? Xong mình chờ nó qua rồi mình bắn nó. Hiểu không Sam? Ok, rồi đi. Ok bạn ơi, chúng ta đã kiếm được một căn biệt thự ở trong khu rừng rồi nè. Bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ leo trên căn biệt thự này, sau đó mình đứng trên đây mình núp nha các bạn nha. Để có thằng nào đi ngang qua đây mình sẽ bắn nó. Đó, chỉ còn có 2 người thôi là mình win rồi. Ok. Đi có cái dao kìa Phong. Cố lên kìa. Cố lên. Trời ơi, bà bây giờ người ta xài súng hết rồi bà còn xài dao làm gì? Bà xài dao nó bắn bà chết luôn á. Ok, khoan. Trước tiên là tôi cần phải hồi nhiều máu hơn nữa. Tôi phải hồi thật là nhiều máu luôn, cho nên bây giờ tôi sẽ sử dụng hồi máu. Ok. Tôi uống chai Coca nè. Ủa, nhầm. Tôi sẽ uống Coca nha. Mình sẽ uống Coca để mình hồi máu các bạn ơi. Đó, quá trời Coca luôn. Đó là trời. Bây giờ chúng ta sẽ vừa uống Coca vừa nhìn xung quanh coi có hàng nào hay không. Trời đất ơi, tôi tưởng mình đi nghỉ dưỡng phải không? Nghỉ dưỡng gì mà nghỉ dưỡng, còn hai hàng nữa, hai hàng này mà nó mạnh hơn mình là nó bắn mình chết luôn á chứ nghỉ dưỡng cái gì. Ơ trời. Ủa đâu, nó đâu? Đâu. À, thấy mày rồi. Thấy mày rồi nha con. Chạy cho thét. Mày hả mày? Ok. Rồi, một đứa nữa. Còn một đứa nữa. Cố lên. Chạy lại gần chỗ đó mình luôn, nhiều khi nó đi chung đồng đội á. Mình đi nhanh. Đúng rồi, để ông không biết, để tôi nhìn sau lưng nha. Ok. Sammy để sau lưng nha, tôi sẽ để ở trước mặt. Chắc chắn có thằng nào đó nè. Quên rồi. Yeah. Ok bạn ơi, vậy là trong trận đấu này mình và Sammy là hai người giành được top 1 mấy bạn ơi. Tèn. Quá mạnh luôn, trời. Mấy bạn làm sao mà thắng được mình? Trời ơi mấy bạn ơi. Ok, rồi, đó mình được nhận thưởng này. Ui. Mình giết được tận 8 mạng luôn. Ghê chưa. Ui, nhiều đó. Mình nhận được MVP luôn nè. Quá mạnh luôn các bạn ơi. Wow. Ui, mình còn nhận được trang phục nữa này. Khi mà mấy bạn chơi trong game này nha, mấy bạn không cần phải nạp tiền đâu. Mấy bạn vẫn có thể nhận được skin nha. Còn bạn nào muốn có skin VIP hơn thì mấy bạn có thể nạp tiền nha các bạn nha. Đó, ok. Còn bây giờ mình không cần nạp, tại vì là mình đã có được rất là nhiều đồ rồi. Thật ra cũng không nhiều lắm, nhưng mà nói chung mình thích những cái đồ được tặng hơn thôi. Ok. Rồi, và anh em thấy cái game này như thế nào? Nếu như mà anh em thấy game này hay thì đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhớ nhấn subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình nha các bạn nha. Và mấy bạn cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng với các thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Anh em đừng quên là hãy tải game mới của MediaWorld về để chơi cùng với mình nha anh em nha. Mình sẽ để link tải ở bên dưới phần mô tả và phần bình luận nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye. Nếu như các bạn muốn mình chơi game này nhiều hơn nữa thì đừng quên là hãy để cho video này đạt được 5.000 like. Mình sẽ làm video tiếp theo nha. Ok. Bye bye. Bye bye.